Giới thiệu với anh em thao chim cu gáy, giới thiệu với anh em đây là con chim nó vừa gù xong và nó cũng có một chút gọi là còi, cũng còi còi khá hay. Clip này là mình đặt tên là clip số 30. Đây là con chim mình đảm bảo tuyệt đối là chim to và chim rất là thuần, và nó cái âm giọng của nó thì các bạn vừa nhìn thấy đấy. Và đây là hình hình dáng mã bộ của nó như trên như sau. Về phần cườm thì nó cũng đã phủ hết rồi, và phần kích thước thì các bạn thấy là nó rất là to. Đó, con này thì mình cũng khẳng định là chim nuôi non lên và chim trống. Giọng thì các bạn vừa biết đấy, nó là giọng còi, nó cũng vừa gù xong. Clip này mình đặt tên là clip số 30. Hy vọng là anh em nào nhanh tay nhanh mắt thì sẽ sang tên đổi chủ 1.500.000 đồng. Ok.